Vâng, xin chào các anh chị. Biết tới tiếp tục hướng dẫn các anh chị các bạn trong cái chương trình hướng dẫn đào tạo anh chị để giúp anh chị có cuộc sống hạnh phúc gia đình tốt hơn và tình yêu thăng hoa hơn. Phần này vẫn đang nằm trong phần hạnh phúc gia đình, chưa đến phần tình yêu thăng hoa đâu ạ. Hãy nán đợi thêm một chút nữa thì ta sẽ sang cái phần tình yêu thăng hoa. Nó sẽ thiên về cái chủ đề sách nhiều hơn, được không ạ? Vâng, video bài học này thì Mỹ tới sẽ nói với anh chị các bạn là đàn bà thì muốn gì ở đàn ông. Cái video này thì có lẽ là nếu mà là người phụ nữ học thì thứ nhất là các chị có thể so sánh xem là cái thứ mà Mr. X liệt kê ra có giống với mình đang nghĩ không, và cái thứ hai nữa mà Mr. X rất là muốn đấy là đưa cái video này cho ông chồng của mình xem, đưa cho đối tác của mình xem. Đây này, anh xem đi nhá, em xem đi. Để chị lấy cái video này cho em xem. Ok, đây là chuyên gia Mr. X, người ta nói này, đàn bà muốn cái gì? Thế thì phải cho người đàn ông biết cái thứ mà mình muốn thì người ta mới hiểu biết, là người ta đáp ứng một phần hoặc đáp ứng tất cả hoặc là đáp ứng vượt xa cái sự kỳ vọng, đúng không? Thế thì ở đây đàn bà muốn gì? Thứ nhất, đàn bà sẽ cần người đàn ông của mình đảm bảo về khả năng tài chính, hay nói hơn là cái năng lực kiếm tiền. Địa vị xã hội, học vấn, trình độ cao, tất cả đều thể hiện là người đàn ông này có khả năng kiếm tiền tốt, có khả năng đảm bảo về mặt tài chính cho gia đình. Địa vị xã hội sẽ giúp cho người phụ nữ có thêm nhiều cơ hội và được bảo vệ tốt hơn, đúng không? Học vấn cao sẽ giúp cho người đàn ông của mình có thể có nuôi dạy con cái tốt và có những cái sự hiểu biết nhất định về mặt cuộc sống, về mặt xã hội vân vân, để giúp cho người phụ nữ có nhiều sự yên tâm hơn. Phụ nữ thì luôn đòi hỏi sự che chở, sự che chở của người đàn ông cũng như là sự đảm bảo về cuộc sống của người đàn ông, đúng không ạ? Người phụ nữ muốn tình yêu ở người đàn ông. Tình yêu của người đàn ông được thể hiện như thế nào, đúng không ạ? Thể hiện qua ngoại hình, đúng không ạ? Khả năng tình dục, rồi thì sự lãng mạn trong cuộc sống và trong hôn nhân. Ngoại hình ví dụ như là biết tới chẳng hạn, đúng không? Ngoại hình là không cần phải sáu múi, chỉ cần là sạch sẽ, gọn gàng, không quá béo, không quá xấu, không quá ở bẩn, kiểu như thế. Thế còn tất nhiên là có người phụ nữ Việt Nam thì nhìn chung là có những cái tiêu chí nó tương đối là thấp. Cho nên là ok, chấp nhận rồi, yêu rồi thì đôi khi là cũng phải chấp nhận thôi. Và là thứ hai nữa là người phụ nữ Việt Nam cũng rất là hy sinh. Yêu rồi, chấp nhận rồi thì cũng phải đồng ý thôi. Đấy, thế đúng ra người phụ nữ Việt Nam được quyền đòi hỏi ngoại hình của người đàn ông mình. Vì người đàn ông đòi hỏi ngoại hình của người phụ nữ thì người phụ nữ cũng có quyền đòi hỏi người đàn ông. Đúng ra về nguyên tắc là như vậy, nhưng mà thực tế thì ở Việt Nam thì thôi thì ông nào mà có ý thức tập luyện là tốt, ông nào không có ý thức tập luyện là thôi mặc kệ. Ông nào khỏe thì mình may, còn ông nào yếu thì thôi mình rủi. Đấy, chứ đúng ra là mình cũng có quyền đòi hỏi. Được chưa? Chiều cao, cân nặng, vạm vỡ, rồi thì khả năng về sức khỏe, lao động, rồi thì về tình yêu, tình dục đầy đủ, chức năng. Đối với phụ nữ là điện nước đầy đủ thì nam giới cũng phải điện nước cũng phải đầy đủ, đúng không? Rồi, người phụ nữ cũng mong muốn ở người đàn ông đó là sự chung thủy. Sự chung thủy ở đây tức là gì? Nó không ngoại tình, không có con riêng, không tơ tưởng, không tán tỉnh. Đấy, những người phụ nữ khác đấy gọi là sự chung thủy. Ngược lại, người đàn ông cũng đòi hỏi người phụ nữ ở sự chung thủy. Đấy, và đặc biệt là ở Việt Nam thì cái tính chung thủy và đối với người phụ nữ còn kinh khủng hơn là đối với đàn ông, đúng không ạ? Vì ví dụ có một cái tỷ lệ nhất định, tôi không biết con số là bao nhiêu phần trăm, là đàn ông Việt Nam là ngoại tình, đúng không ạ? Thế nhưng mà sau đó vẫn có thể về nhà, cuộc sống hôn nhân vẫn có thể hàn gắn. Nhưng mà phụ nữ Việt Nam ngoại tình thì cuộc sống hôn nhân rất khó có thể hàn gắn. Và do quan niệm xã hội về điều đó, do quan niệm xã hội. Rồi do cái cách thức là đàn ông khi yêu thì người ta sẽ quan tâm đến tình dục, mà phụ nữ khi yêu thì người ta lại quan tâm đến tình yêu. Cho nên đàn ông yêu có thể về, mà phụ nữ yêu thì thường là mất đường về. Đấy. Rồi, phụ nữ muốn gì ở người đàn ông của mình tiếp theo, đúng không? Đó là sự quan tâm, sự chăm sóc, sự ân cần, sự hỏi han và sự che chở. Cái bờ vai này, sự che chở.
đúng không? Chăm sóc cô ấy, hỏi thăm cô ấy ốm, mua thuốc cho cô ấy, đúng không ạ? Mua hoa cắm cho cô ấy, đúng không ạ? Quan tâm chăm sóc đến con cái của cô ấy, con riêng, con chung của cô ấy, không có vấn đề gì. Người phụ nữ mong muốn như vậy được thể hiện qua những cái hành động cụ thể như mua đồ ăn, thức uống, mua các quà lưu niệm, mua nước hoa mỹ phẩm, mua hoa, mua quà. Đấy là gọi là thể hiện sự quan tâm chăm sóc, đúng không ạ? Hoặc là cùng nhau đi ra ngoài ăn tối. Người phụ nữ mong muốn sự gắn bó ở người đàn ông. Nói thế thôi chứ người đàn ông thường hay bỏ vợ, chứ ít khi người phụ nữ bỏ chồng. Đấy chính là lý do người ta giải thích là người phụ nữ mong muốn sự gắn bó ở người đàn ông, đúng không ạ? Và người phụ nữ cũng muốn tìm người đàn ông hòa hợp về mặt tính cách, hòa hợp về mặt tình dục, và làm cho họ biết là thấy là được yêu đời, lãng mạn, và biết lắng nghe, đúng không ạ? Biết chia sẻ, biết nấu ăn, biết chăm sóc vợ con, biết chia sẻ việc nhà, biết hiểu biết về nghệ thuật, hiểu biết về thời trang, hiểu biết về khiêu vũ. Người phụ nữ cảm thấy được an toàn, được bình yên khi ở bên cạnh người đàn ông. Tôi xin nói thêm này, cái đấy là người phụ nữ người ta cần. Nghiên cứu hàng nghìn, hàng trăm nghìn phụ nữ ở trên toàn thế giới, các chuyên gia người ta đã nói như vậy. Tuy nhiên thực tế thì nếu một người đàn ông hội tụ đầy đủ các yếu tố mà một người phụ nữ yêu cầu, ví dụ như là có khả năng đảm bảo về tài chính, tức là nhiều tiền, có địa vị xã hội và học vấn cao, rồi thì có một cái tình yêu mãnh liệt, đúng không ạ? Có một sự thủy chung, đúng không ạ? Có khả năng quan tâm chăm sóc con cái, chăm sóc vợ chồng, chăm sóc gia đình đôi bên, có sự gắn bó, đúng không ạ? Có tính cách hài hước, lãng mạn, có ý chí làm ăn, biết làm cho người khác vui cười, biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết nấu ăn, biết chăm sóc con cái, thậm chí là chăm sóc động vật, biết làm việc nhà, đúng không ạ? Biết tỉa cây, biết hiểu biết về nghệ thuật, ca hát, thời trang, khiêu vũ, đúng không ạ? Rồi thì lại rất mạnh mẽ trong việc bảo vệ gia đình, vân vân. Thì thường những người đàn ông này sẽ rơi vào hai trạng thái. Một là đã có vợ rồi, và vợ của anh ta thường là những hot girl, những hoa hậu này kia rồi. Hai là những người đàn ông này cũng sẽ thường có bạn trai. Đấy. Thế thì ở đây tính là gì? Ý ở đây muốn giải thích cho việc là đàn bà thì mong muốn rất nhiều thứ ở đàn ông, và ngược lại, đàn ông thì mong muốn rất ít thứ đơn giản ở đàn bà. Thế thì cái video này không phải để cho đàn bà xem, mà video này để cho người đàn ông xem, để hiểu rằng là người phụ nữ của mình, vợ của mình cần cái gì, thì chúng ta cố gắng cung cấp cho họ một số thứ, hoặc là tất cả thì càng tuyệt vời, đúng không ạ? Ví dụ cung cấp về mặt tài chính, mình phải học lên cao, mình phải có sự tiến triển trong công việc, mình phải phó này trưởng kia, giám đốc này kia, đúng không? Mình phải để ý một chút đến ngoại hình, đầu tóc, răng miệng, đúng không ạ? Rồi thì quần áo, mình không được ngoại tình, mình phải yêu thương vợ con, mình phải quan tâm chăm sóc vợ con, đúng không ạ? Lúc vợ ốm con đau, đấy, mình cũng biết chia sẻ việc nhà, giúp đỡ gia đình, nhà vợ, nhà chồng, vân vân. Hãy bảo vệ cô ấy mỗi khi cô ấy yếu đuối hoặc là sợ hãi, vân vân, đúng không? Đấy, thì chúng ta ý định là như thế thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ rất là tốt. Đấy, các bạn hiểu ý tôi không ạ? Và người phụ nữ thì cũng cần phải nhớ rằng là người đàn ông người ta không muốn bị thiếu tôn trọng, đúng không ạ? Bị làm cho mất hứng, bị làm cho tổn thương. Bởi vì đối với người đàn ông, cái lòng tự trọng và sự danh dự của họ rất là quan trọng. Đấy, cho nên tránh những cái việc mà chúng ta làm cho họ bị mất hứng này, bị mất mặt này, bị tổn thương về mặt hình thể hoặc là về mặt sĩ diện, đúng không ạ? Đấy thì trước mặt những người khác hoặc là gia đình, dòng họ vân vân, bởi vì họ sẽ rất dễ nổi điên về những chuyện này. Ok, thì chúng ta đã hình dung ra là phụ nữ cần gì rồi chứ ạ? Và đàn ông thì cần rất ít, còn phụ nữ thì luôn cần rất nhiều. Nhưng mà phụ nữ cần nhiều thì đàn ông lại cung cấp ít, và đàn ông cần ít thì phụ nữ lại có khả năng cung ứng rất nhiều. Đấy chính là lý do tại sao mà đàn ông và phụ nữ luôn khác nhau. Và thế thì chúng ta mới có một cuộc sống rất là thi vị, rất là nhiều màu sắc, rất là nhiều trường hợp. Ok. Vâng, MrX xin chào và xin hẹn lại các anh chị và các bạn trong những bài học tiếp theo. Xin chúc các anh chị và các bạn có những bài học và có những trải nghiệm thú vị đối với chương trình đào tạo và chương trình huấn luyện, cũng như là chia sẻ kinh nghiệm
về hạnh phúc gia đình và tình yêu thăng hoa của Mỹ Tới.